bánh răng sẽ không thể xoay nếu chúng lệch nhau với khoảng cách dù nhỏ như một sợi tóc. Và một cỗ máy sẽ không bao giờ hoạt động nếu thiếu chỉ một chiếc bánh răng. Sự chính xác đến hoàn hảo được xem là một yêu cầu cấp thiết trong ngành kỹ thuật cơ khí. Vì vậy, tại Đại học Việt Đức, chúng tôi tin vào một tiêu chuẩn đào tạo kỹ sư tương lai có thể mang lại sự chính xác nhất trong từng chất lượng sản phẩm. Với chương trình đào tạo và đội ngũ giảng viên Đại học Bochum đến từ Liên bang Đức, một trong những quốc gia dẫn dắt ngành công nghiệp hàng đầu trên thế giới, chắc chắn đây sẽ là nơi phổ cập nền tảng kiến thức vững chắc nhất cho sinh viên. Đối với chuyên ngành cơ khí, yếu tố thực tiễn luôn được đề cao. Thấu hiểu và nắm bắt chính xác điều này, xưởng cơ khí chế tạo cùng với trang bị tối tân đã được VGU xây dựng, hoàn thiện để sinh viên có được trải nghiệm thực tế tốt nhất. Đây chắc chắn sẽ là môi trường mang lại cho sinh viên đi từ tìm hiểu, sáng tạo, cảm nhận, vận hành và chế tạo một cách hiệu quả nhất. Cơ hội việc làm và phát triển cho sinh viên luôn là mối quan tâm lớn nhất tại VGU. Bằng sự tự tin qua mối liên kết chặt chẽ cùng với chính phủ Đức, VGU áp dụng chương trình đào tạo tại Đức mở thêm cơ hội cho sinh viên thực tập tại các công ty Đức và Việt Nam ngay trong quá trình học. Đồng hành cùng VGU, sự lựa chọn chính xác của bạn.